Thưa quý vị, những cảm xúc tình yêu đôi lứa thật dễ thương. Sự góp mặt của các bậc phụ huynh thật đặc biệt. Chúng tôi chào đón quý vị đang đến với chương trình Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với sân chơi này, những chàng trai và cô gái độc thân sẽ cùng đến đây để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Quan trọng hơn cả, tiếng lòng của những người làm cha làm mẹ sẽ cho chúng ta thấy họ yêu thương con họ như thế nào. Và quan trọng, lựa chọn của những người làm cha làm mẹ có trùng khớp với lựa chọn của con trẻ. Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, hãy cùng chào đón đại diện các gia đình ngày hôm nay. Họ là ai? Xin chào đón các gia đình. Gia đình số 1, mẹ Nguyễn Thị Hoang, con Vũ Hùng. Mẹ vui tươi, con chân thành. Gia đình số 2, mẹ Kim Trọng, con Khắc Vĩ. Mẹ Điềm Đạm, con Chững Chạc. Gia đình số 3, mẹ Tuyết Trinh, con Tuấn Anh. Mẹ Dịu Dàng, con Điển Trai. Gia đình số 4, mẹ Huỳnh Mai, con Thái Huy. Mẹ Tình Cảm, con Hoạt Ngôn. Dạ thưa quý vị, hôm nay là bốn bà xui tương lai đẹp hết sảy. Chàng vỗ tay thật lớn ạ. Xin mời bốn vị an tọa. Dạ thưa quý vị, đây là bốn đại diện gia đình và bốn người con của họ đang ở trong phòng chờ ở trên kia. Các bạn ơi, nở một nụ cười thật tươi cho camera ghi hình nào. Những nụ cười rất là dễ thương và đáng yêu đúng không nào. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem hôm nay nhân vật chính là ai. Xin mời hướng mắt lên màn hình. Vâng anh, 1m76 là chiều cao ấn tượng mà nội chính tôi hôm nay sở hữu. Đôi chân dài miên man cùng nụ cười làm say đắm lòng người. Vân Anh là con người mẫu đắt sâu nhất vì Thành phố Hồ Chí Minh. Không phụ lòng người hâm mộ, năm 2020, Vân Anh đoạt giải Miss Áo Dài, Miss Photogenic với sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Bước qua tuổi thanh xuân 23 trong trẻo, Vân Anh thừa nhận cuộc đời mình vẫn chưa thật sự trọn vẹn nếu thiếu một người đàn ông để yêu thương. Đối với cô, tình yêu làm người phụ nữ đẹp hơn mỗi ngày và giúp cô ấy quyến rũ hơn. Nếu không có tình yêu, cuộc đời này xem như vô nghĩa. Tuy nhiên, điều cấm kỵ của Vân Anh khi yêu chính là thất hứa và nói dối. Khi phạm hai điều này, dù yêu cách mấy, Vân Anh vẫn sẽ chọn cách lìa xa. Với phương châm sống, không ai lấy tình yêu làm cách thức để sống một cuộc sống hôn nhân. Chúng ta phải coi hôn nhân như một bữa ăn và tình yêu như một bữa ăn nhẹ. Các bạn nam thần ngày hôm nay ơi, các bạn đã chuẩn bị tinh thần để chinh phục cô nàng siêu mẫu này chưa nào? Nên nhớ, cơ hội không đến lần thứ hai đâu nhé. Thưa quý vị, hết sức tuyệt vời. Tối nay chúng ta cùng chào đón một người mẫu đầy tiềm năng, đặc biệt có những bước tiến triển trong nghề khá ấn tượng. Cùng chào đón người mẫu Vân Anh. Chắc anh phải gọi là công chúa quá. Cái đầm đẹp quá đi. Sao hôm nay gặp lại anh Hiếu, cảm giác như thế nào và muốn nói gì để gửi lời chào đến khán giả của chương trình? Lời nói đầu tiên em xin trân trọng kính chào bốn người mẹ đẹp nhất ngày hôm nay Và anh Hân Phương Hiếu. Trời, biết lấy lòng ghê, bốn người mẹ đẹp nhất luôn. Cảm xúc như thế nào khi gặp lại anh Hiếu tại Thông Gia Song Đấu? Lần này là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đúng không? Lần thứ hai chúng ta gặp vẫn nhau. Vẫn rất là đẹp trai và dễ thương ạ. Anh ngại quá, ai cũng nói vậy. Dạ. Cái quan trọng là lần này anh gặp lại Vân Anh, không còn cảm giác rụt rè như lần trước nữa. Dạ. Đúng chưa? Lần này mình bản lĩnh hơn, mình tự tin hơn. Khi đã gặt hái được những thành quả trong nghề á, thì bắt đầu anh thấy được em đã có sự chín chắn và chững chạc để bắt đầu thật sự là tìm kiếm một mối tình dành cho mình. Dạ. Tiêu chí của mình về người yêu có thay đổi không cưng? Chắc là không anh ơi. Chắc là không. Vâng. Người đó thương em là được. Thương em là được. Dạ. Giàu có, tài năng như thế nào trong ngành ngoài ngành? Em nghĩ là trong ngành sẽ hiểu em nhiều hơn. Trong ngành sẽ hiểu em nhiều hơn. Em sẽ ưu tiên cho chàng trai trong ngành hơn. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là những tiêu chí của Vân Anh.
nữ chính ngày hôm nay. Và chúng ta cùng xem hội đồng người thân của Vân Anh đến với chương trình ngày hôm nay gồm những ai. Cùng chào đón hội đồng người thân của Vân Anh. Xin được giới thiệu, đây là hội đồng người thân của Vân Anh. Dạ, mình làm quen với từng vị nha. Dạ, xin mời ạ. Xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Xin chào MC. Tôi Lê Văn Tâm, vợ tôi Đỗ Vân, cha mẹ của thí sinh Vân Anh. Cha mẹ của thí sinh Vân Anh. Dạ chú, em nó đến đây kiếm chồng chứ không có thi chồng chú. Dạ, cho nên là cha mẹ của Vân Anh phải không? Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, mẹ phải nói vài lời ha. Hôm nay mẹ đến đây thì cũng mong rằng con gái kiếm có được một tấm chồng ưng ý. Dạ, kiếm rễ thảo mẹ ha. Dạ, còn cô bạn kia? Dạ, em đến đây thì cũng mong em gái em hôm nay tìm được người lý tưởng và phù hợp với em ấy. Là mình là chị như thế nào với Vân Anh ạ? Dạ, em là chị họ của Vân Anh. Chị họ của Vân Anh. Dạ. Rồi, chào đón gia đình Vân Anh đến với chương trình ạ. Thưa quý vị, từ lúc Vân Anh xuất hiện cho đến lúc người thân ra giới thiệu, chắc hẳn rằng là bốn chàng trai ở trên kia cũng rất là háo hức và rần rần ở trên kia rồi, đúng không? Chúc cho bốn vị phụ huynh chúng ta cùng với những chàng trai con của mình chinh phục bằng được cô dâu này về nhà ha. Được mà phải không ạ? Rất là xinh xắn và dễ thương. Thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng, hy vọng rằng quý vị cũng đã sẵn sàng. Chúng ta cùng đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Con Tôi Là Số 1. Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi bốn vị phụ huynh của nhà trai lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về bốn người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình cô gái sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết bốn lời chia sẻ, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với từng gia đình nhà trai để xem họ là ai, con trai họ bao nhiêu tuổi và đến từ đâu. Dạ, xin mời gia đình số 1 giới thiệu ạ. Xin chào, chào MC, chào khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Hoang, năm nay tôi 44 tuổi. Con trai tôi là Vũ Hùng, 24 tuổi, sinh sống thì tại thành phố Hồ Chí Minh. Một tràng vỗ tay chào đón gia đình số 1. Trời, cười tươi, dễ thương quá. Dạ, mời gia đình số 2 giới thiệu ạ. Dạ, vâng. Tôi là Nguyễn Kim Trọng. Con tôi là Nguyễn Khắc Vĩ. Cháu năm nay là 26 tuổi. Và gia đình tôi thì là sinh sống ở Hồ Chí Minh này. Dạ, một tràng vỗ tay chào đón gia đình. Tiếp theo, dạ xin mời gia đình số 3 giới thiệu về mình ạ. Dạ, tôi tên Tuyết Trinh, sống ở thành phố. Và con tên là Tuấn Anh, 22 tuổi. Dạ, chào đón mẹ đến với chương trình. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Mời gia đình số 4. Chào nhà trai, chào MC và các khán giả tại trường quay cũng như là khán giả xem đài. Tôi tên là Quỳnh Mai, hiện tại là tôi 50 tuổi. Con trai của tôi tên là Thái Huy, năm nay con 30 tuổi. Gia đình tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, một tràng vỗ tay thật lớn. Thưa quý vị, đó là thông tin sơ lược về bốn gia đình nhà trai để chúng ta biết được từng cậu con trai rơi vào độ tuổi bao nhiêu để mình dễ đối chiếu ha. Và bây giờ là lúc mà nhà trai sẽ thể hiện lần lượt từng vị phụ huynh sẽ có những hành động dễ thương để diễn tả về sở thích, tính cách hoặc là đam mê hoặc là công việc của con trai mình. Sau đó chúng ta sẽ đoán xem là chàng trai này là một chàng trai như thế nào nha. Rồi, bây giờ để xem hành động dễ thương của gia đình số 1 là gì. Dạ, xin mời mẹ. Cố lên ạ. Dạ rồi, cảm ơn mẹ. Mời gia đình nhà gái đoán thử xem những hành động đó mô tả về điều gì. Con chưa nghĩ ra luôn á. Chưa nghĩ ra luôn á. Giống như giữ trẻ. Dạ. Giống như giữ trẻ. Giống như giữ trẻ phải không mẹ? Tại vì hành động là đút cơm. Nhưng ăn con không biết cái hành động đá chân á, con chưa biết là cái nào. Đá chân có thể là đá banh. Có thể là sở thích bạn này thích đá banh. Dạ. Còn ba nghĩ sao ạ?
Nghĩ là coi như là đứa trai chắc có lẽ cái môn thích là cái môn thể dục thể thao, là có nghĩa là trong cái cuộc sống là coi như làm cái gì thì cái, nhưng mà bên cạnh đó cũng phải là rèn luyện sức khỏe, đam mê. Dạ, nghĩa là mình chỉ thấy được ở đây là em thích đá banh, đúng không? Còn hai cái động tác đầu là mình hoàn toàn chưa biết luôn. Động tác đầu thì chắc có lẽ sở thích là em nó cũng đam mê cái vấn đề mà nấu nướng đồ, nội đấy tại kia nấu ngon. Phải dạ. Nói là nấu ăn trai ngon. Nấu ăn rất là ngon. Dạ, à. Nếu như mình tách ra từng cái hành động có thể đoán là em biết nấu ăn ngon, em làm sếp, đúng không? Chỉ như vậy nè. Có thể là làm sếp ở một công ty nào đó, và cuối cùng là em thích thể thao. Có thể là mẹ mô tả như vậy. Chúng ta cùng xem mẹ sẽ kể về con trai của mẹ như thế nào. Tướng tá, ngoại hình đẹp trai, cao ráo ra sao, giờ mẹ khoe hết nha mẹ nha. Mời mẹ. Xin chào bên thông gia nha. Anh thông gia đón rất là chính xác. Trai tôi là bên là quản lý kinh doanh nhà hàng. Nấu ăn thì thôi coi như là số 1 luôn rồi. Quá đã. Hả? Rồi công việc thì cũng khá là bận rộn, nhưng mà rèn luyện thì thích thể thao. Môn bóng đá thì yêu thích, rất là thích môn bóng đá. Đó, cho nên là sức khỏe là coi như là bao luôn. Chốt lại là con trai của tôi là số 1. Dạ. Nhưng mà muốn hỏi thêm là em ở nhà là một chàng trai như thế nào đối với gia đình? Mà con trai thì nói chung là rất là có hiếu với mẹ, cha mẹ. Dạ. Hòa đồng với lại các bạn bè. Trong gia đình thì anh em thì rất là yêu quý lên nhau. Nói chung là gia đình cũng có điều kiện. Nhà hàng này kia thì mở ra nhà hàng thì thôi kêu con trai về, động viên con trai về để là quản lý kinh doanh nhà hàng. Nghĩa là em đang làm quản lý kinh doanh nhà hàng cho gia đình. Đúng. Chứ không phải là đi làm thuê cho ngoài. Đúng. Được quá, ngon lành. Rồi ba với mẹ với em thấy như sao về trường hợp này? Cho hỏi bên đằng trai nè, con trai mình cao 1m bao nhiêu à? Con trai ở đây thì 1m75 mà. Được, ổn nha ba. Ba 1m75 là cao cỡ con nè. Nè, ba nhìn cỡ con. Đây nè, ba với mẹ đây nè. Con vậy thôi. Con vậy thôi à. Có mập cỡ anh Hiếu không cô? Dáng đẹp hơn. Dạ, anh dạ. Alo à. Alo à, sao à? Dạ coi như em chưa nói gì. Tôi gì hả? Dạ. Tôi gì nó giảm cân à. Sao anh vậy mà tướng về mà gọi mập thiệt luôn á. Hơi đầy đặn. Dáng người mẫu quá mà, đẹp. Dạ, Hiếu đẹp phải không mẹ? Đúng rồi, anh Hiếu dạ, quá đẹp. Dạ, mẹ. Dạ, mẹ có con gái không mẹ? Có con gái luôn. Có gì gả con mẹ? Có nghĩa là bên đây 1m75 nha. Còn điều gì ba mẹ thấy ở chàng trai này không? Hiếu thấy là sự quản lý công việc kinh doanh của gia đình hồi nãy đó có nghĩa là có nền tảng gia đình tốt. Mẹ thấy sao về chàng rể như vậy mẹ? Tạm thời là ok đi. Tạm thời là ok ha. Rồi mình ghi điểm cộng lại. Dạ, cảm ơn gia đình số 1 rất nhiều, và hy vọng rằng là ba gia đình còn lại cũng sẽ giới thiệu về con mình sớm tụ như vậy. Tại gia đình số 1 làm quá, mình phải rần lên mới được. Dạ, mời gia đình số 2 hành động dễ thương dành cho con mình, xin mời. Dạ, mời mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều. Dạ, mời mẹ về vị trí ạ. Rồi, nhà gái thấy sao? Theo em thấy thì là theo miêu tả của bên nhà trai thì bạn trai này là cao ráo đẹp trai, biết đó. Hát nha. Đúng rồi. Và rất là hiếu thảo với gia đình. Ừ. Dạ, không biết em đoán cái này có đúng không? Và đá banh nữa. Biết chơi thể thao, thích dạ. Chơi thể thao. Dạ. Đó. Ba với mẹ thấy như thế nào về diễn tả vừa rồi? Hồi nãy ba có hỏi về chiều cao của gia đình số 1. Có nghĩa là ba cũng mong con rể tương lai của ba phải cao ráo chút xíu, đúng không ba? Cái vấn đề mà cao ráo hơn tí xíu thì nói chung là ba cũng vui cho nếu mà ba nguyện vọng vậy thì mẹ đâu có thương ba. Vui thôi chị. Vậy hả? Vậy cho hỏi mẹ nè. Mẹ, hồi đó sao mẹ ba vậy? Ba dẻo miệng quá.
Ba dẻo miệng quá hả? Đó, thấy chưa, phải có tuyệt chiêu. Người ta nói là phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Cho nên là phụ nữ chỉ cần những người đàn ông dùng những lời chân thành thôi là siêu lòng liền, phải không mẹ? Anh hỏi Vân Anh nè, một chàng trai có ngoại hình và một chàng trai không có ngoại hình nhưng mà lại có trái tim ấm áp, em chọn chàng trai nào? Em chọn người có trái tim ấm áp. Chọn có trái tim ấm áp chứ không cần ngoại hình quá, đúng dạ, không? Đúng rồi. Giống như ba như mẹ vậy, đúng không? Dạ. Kiểu như lựa chọn những điều chân thành. Dạ đúng. Phải rồi. Không? Dạ. Đó là tiêu chí của em. Ngay bây giờ chúng ta cùng nghe xem là mẹ nhà trai số 2 sẽ khoe về con trai của mình như thế nào. Dạ, mời mẹ. Dạ. Dạ, xin chào thông gia. Mình thật tự hào về con trai của mình. Cháu thì đã học xong đại học ở bên kinh tế, ngành kinh tế, và hiện tại là đang làm bên bất động sản. Công việc thì cũng ổn định lắm. Cháu có một cái tính tình điềm đạm và biết suy nghĩ, sống rất là chuẩn mực, biết phụ giúp mẹ và biết xoay sở những cái việc gì mà mẹ cần là mẹ cháu sẽ giúp đỡ mẹ. Trong gia đình cháu dường như là một trụ cột. Đối với tôi, con trai tôi là số 1. Dạ. Rồi, một chàng trai 26 tuổi ha, có hiếu với mẹ ha. Gia đình nhà gái thấy sao ạ? Theo ba của đàn gái thì có theo mà bên trai giới thiệu, coi như chàng rể tương lai, đúng không? Chàng rể tương lai thì thật sự cũng có học hành, tới nơi tới chốn. Cái thứ hai thì công việc thì chín chắn, có suy nghĩ rõ ràng, gánh luôn luôn gánh vác là người trụ cột trong gia đình, dạ, chăm sóc ba mẹ. Ưu điểm đó là ok. Cảm ơn ba rất là nhiều. Dạ. Thưa quý vị, đó là gia đình nhà trai số 2. Dường như là những gia đình đến đây đều có những điểm chung và những điểm trùng khớp với mong muốn từ gia đình nhà gái. Bây giờ để xem gia đình số 3 sẽ chọn một hành động dễ thương gì để diễn tả về con của mình. Dạ, xin mời mẹ ạ. Một tràng vỗ tay cho mẹ số 3. Con mạnh dạn đoán luôn, gia đình nhà trai này bạn này là lực sĩ, phải không ba? Theo ba thì sao ạ? Theo ba thì chắc có là gia đình nhà trai chứ là có lẽ là huấn luyện viên, cử tạ và thể hình, dạ, dưỡng sinh gì đó, thì nói chung là cái huấn luyện viên có đó. Nghĩa là giống như là một huấn luyện viên thể hình hả ba? Thể hình. Huấn luyện viên thể hình. Còn con đoán là lực sĩ, ba đoán là huấn luyện viên thể hình. Có ý kiến khác không? Con thấy là thể trạng tốt đó ba. Thể trạng tốt. Dạ. Mà thường thể trạng tốt là giống nòi tốt. Dạ. Thiệt chứ gì nữa. Có sức khỏe thì chúng ta cứ sinh con đẻ cái cũng tốt, phải không ạ? Cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi, không phải bàn. Em có thích một chàng trai, một người chồng sau này có cơ bắp chút xíu không? Có chút chút. Cũng có đúng không? Em có thích sáu múi không? Nói thiệt coi. Có chứ. Phải. Đúng ý. Chạy đứa. Cũng được ha, đúng không? Tại vì một chàng trai mà chăm chút về ngoại hình chút xíu á thì cho thấy là chàng trai này sẽ biết quan tâm và chăm lo cho bản thân nhiều. Và theo quan điểm của anh nha, khi mà một người mà biết chăm lo cho bản thân của mình, họ chăm lo cho bản thân mình tốt thì họ mới chăm lo cho người khác được. Còn nếu như họ bỏ bê bản thân mình thì coi như là họ không còn quan tâm và để ý điều gì cả ha. Rồi, xin mời mẹ nhà trai sẽ giới thiệu về con trai của mình, khoe về con trai của mình những điều mẹ tự hào. Mời mẹ. Dạ, bên thông gia thì đoán đúng chính xác là con mình thì là tập gym á. Rồi buổi tối cháu làm thêm hát, cái nhà hát ở nhà các tụ điểm á. Dạ. Nghĩa là nếu mà gym là em là PT hả mẹ? Dạ đúng rồi. À, PT là huấn luyện viên gym ở trong phòng gym. Dạ, còn gì nữa không mẹ? Ngoài ra thì em cũng linh hoạt với hoạt bát lắm, hòa đồng với mọi người, sống rất là tình cảm. Dạ. Mạnh mẽ nữa. Nói chung con của cô đây là number one luôn. Number one luôn, tuyệt vời.
bắt đầu nghe thấy có cái gì đó nó phải phải ha. Mới là ba chàng trai thôi mà bắt đầu có nhiều điểm trùng khớp và mang đến sự hứng thú cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem gia đình số 4 sẽ có hành động dễ thương như thế nào. Dạ xin mời ạ. Dạ cảm ơn mẹ. Ca này căng à. Nếu là ca sĩ thì mặt cũng phải tươi tắn xíu, nếu là người dẫn chương trình cũng phải hiền dịu chút xíu. Này mẹ cầm như thế này là cầm micro mà mặt mẹ rất căng nha. Mà chỉ thì không biết là em làm nghề gì, gia đình nhà gái mình có đoán được không ạ? Theo nghĩ là bên đằng nhà gái có lẽ là có nghĩa là này là nhân viên văn phòng quản lý một cái cơ quan công ty xí nghiệp gì đó. Con nghĩ là quản lý đó ba. Quản lý. Yeah. Thường xuyên đứng để hướng dẫn viên và trên giảng bục giảng á. Dạ. Để truyền thông những cái gì cho cấp ở dưới nghe. Dạ. Đó là cơ bản là dạ. Nôm na là mình thấy có thể em đã có một công việc ổn định rồi. Công việc ổn định. Nhưng mà bạn này có vẻ là công việc khá là nhiều, khá là stress trong công đúng việc. Đúng rồi, nhức đầu đúng không? Khá nhiều, dạ. Thấy em nhức đầu rồi. Vậy có thời gian chăm lo cho vợ không? Dạ, có thể làm sếp nha. Dạ. Có thể làm sếp trở lên để xem mẹ sẽ khoe về em như thế nào. Dạ, mời mẹ số 4 ạ. Chào nhà trai. Thái Hy của tôi á là một chàng trai là tự lập từ hồi mà con 20 tuổi. Bởi vì gia đình cũng có một cái công ty may đồ mà dành cho các bỏ cho các đầu mối á thì cũng khá lớn, nhưng mà con là muốn tự lập để là con sẽ là một cái người đàn ông sau này sẽ bảo vệ và che chở cái gia đình riêng của con. Dạ. Và cái nghề nghiệp của con là như là anh đây đoán là rất là đúng ạ. Con là quản lý sự kiện của một công ty truyền thông. Thì con rất quá. Là làm quản lý thì nói chung là làm càng cao thì nó sẽ áp lực nhiều. Áp lực rất là nhiều và dạ. cái độ stress của con cũng nhiều. Nhưng dạ. mà tại vì con cầu toàn á, con muốn là giải quyết hết tất cả cho nó là chỉnh chu đáo cho nên là con bị stress vậy thôi chứ con vẫn dạ. Tham gia như là tập thể dục, gym nè rồi cũng đi hát với nhau mà mỗi đêm cuối tuần. Cho nên là đối với ai sao chứ đối với tôi là con tôi là số 1. Dạ. Em làm quản lý truyền thông chắc chắn là sẽ phù hợp với em nhiều hơn. Nhiều khi mình cũng cần truyền thông để mình đi bài hay là mình PR, mình giới thiệu dự án mới chẳng hạn. Ba, con thấy em số 4 này cũng có cái hợp với con gái của ba. Còn ba thấy sao? Thì ba thấy theo của ba. Cuối cùng là con gái phải không? Thì nói chung là so với là bốn chàng rể tương lai thì thật sự ra mỗi chàng rể nào cũng có một cái công việc đúng. Ổn định. Dạ. Rồi đều ngoan ngoãn, đẹp trai cả. Dạ. Ngang tài ngang sức. Ngang tài ngang sức. Với nhau. Chính vì vậy cho nên để xem ngay bây giờ khi gia đình nhà gái phải bắt buộc lựa chọn dừng cuộc chơi với một gia đình nhà trai để xem gia đình nhà gái sẽ lựa chọn như thế nào. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu, xin mời. Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Bây giờ quyết định của ba là gì? Xin mời. Tôi xin quyết định cuộc chơi đối với gia đình số 4. Số 4. Lý do tại sao ạ? Cái vấn đề mà cái công việc nó áp lực, sau này không có thời gian để chăm chút trong gia đình. Và nghĩa là ba sợ chàng trai này quá bận công việc, đúng không? Rồi con gái của ba cũng bận công việc nữa, rồi hai đứa cũng bận, rồi ai ở nhà hay con là ai cái, dạ cũng khó ba ha. Cái này chỉ là nỗi trăn trở suy tư của những người làm cha làm mẹ thôi. Dạ, còn
Mẹ số 4 nghĩ sao về quyết định của nhà gái ạ? Tại vì thấy Vân Anh cũng rất là dễ thương nè. Dạ. Gia đình thấy thông gia thấy cũng vui vẻ. Dạ. Cũng quý mến. Ồ, ổn quá mẹ ha. Dạ. Tiếc quá. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem khi cậu con trai gia đình số 4 xuất hiện tại đây, em có phải là một người quá bận rộn như là gia đình của nhà gái lo lắng hay không? Cùng chào đón cậu con trai gia đình số 4, xin mời. Ở bên trong là mình nghe lý do dừng cuộc chơi với mình rồi. Có phải mình là một chàng trai quá bận rộn, không có thời gian chăm lo cho gia đình không? Dạ không ạ, cái đó là mẹ em nói thôi, chứ thật ra là công việc của em là làm truyền thông, có thể là làm việc tại nhà và cũng có thể là nấu ăn để giúp cho được gia đình của mẹ luôn à. Thì em thì đang sống riêng. Tại vì em cũng nói thêm luôn à, hiện tại mẹ đây là không phải mẹ ruột của em. Đó là chỉ là mẹ kế của em thôi. Thì đó là một cái câu nói đó, mấy đời là mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ nghĩ lại thương chồng tuy mẹ em vào, nhưng mà mẹ em lại vẫn yêu thương em vẫn có được một mẹ. Và cái em làm được cái tháng lương đầu tiên, em đã mua được cho mẹ một chiếc bông tai. Ủa mua một chiếc lấy sạch à, một cặp bông tai. Anh cũng bất ngờ nghe nó mua một chiếc bông tai. Thì cái công việc của em thêm nữa là đúng là có làm MC nữa anh ạ. Cho nên là công việc của em thì có thể làm việc tại nhà khi không quá bận rộn như mẹ em suy nghĩ. Tại vì em không ở gần mẹ thì mẹ cứ nghĩ là công việc em bận rộn thôi. Nhưng mà quan trọng là cho anh Hiếu hỏi nè, em sao giữ được cái dáng slim fit được? Thì em cũng không biết anh, tại vì giữ được cái dáng này cũng là nhờ mẹ với ba em nuôi em từ nhỏ, sao em giữ dáng đến giờ vậy luôn. Em không có được quá ha. Dạ, ăn cỡ nào ăn cũng không mập. Nhìn anh hình như gấp đôi em thì phải. Dạ đúng anh, sao không gặp anh thấy anh. Ủa em đúng rồi anh luôn á hả? Ồ em cũng thẳng thắn thật thà quá nè. Thì em cũng nói thêm là bên nhà dình và gái hãy cho em một cơ hội. Đó, em đã giải thích rất là rõ, thậm chí là anh biết vì sao em hào hứng như vậy, tại vì Vân Anh quá xinh. Dạ đúng rồi, em đúng đã không? Say lầm với Vân Anh từ lúc mà đọc trên đó thấy rồi anh. Ở trên đó thấy rồi đúng không? Tiếc quá, bây giờ nè, em sẽ có cơ hội ở lại nếu như Vân Anh đồng ý thuyết phục gia đình mình. Đầu tiên sẽ hỏi gia đình Vân Anh trước. Dạ, gia đình của mình có thay đổi suy nghĩ khi gặp chàng trai này không ạ? Có nghĩ rằng chàng trai này sẽ hợp với Vân Anh không ạ? Sau khi mà em chia sẻ về cái công việc của em để mọi người tránh cái hiểu lầm là em bận rộn, nhưng mà thực chất nếu mà để mà nhìn về bên ngoài ngoại hình, không phải là chị chê em, nhưng Vân Anh thì nó vẫn thích một cái ngoại hình gọi là xứng đôi hơn một chút. Chị rất là tiếc, chị rất là tiếc. Có lẽ về ngoại hình thì người ta sẽ không nói chiều cao rồi, em là em cao rồi, nhưng mà sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng khác nữa. Thì cho anh hỏi Vân Anh, ngay bây giờ thì em có đồng ý với quyết định dừng cuộc chơi của gia đình mẹ hay không khi mà em gặp chàng trai này? Có lẽ em tôn trọng quyết định gia đình nhà em hơn, tại gia đình em là người hiểu em nhiều hơn, cho nên là em xin lỗi anh. Tiếc quá đúng không? Thôi thì mời mẹ xuống đây nha. Dạ mời mẹ xuống sân khấu ạ. Không sao mẹ, hôm nay Hiếu mới được biết là mặc dù mình mẹ đến sau thôi, nhưng mà mẹ thương em như là con ruột, và mẹ khiến cho em khá là xúc động khi mà em nhắc đến mẹ. Hy vọng rằng là tình cảm mẹ con vẫn luôn tốt đẹp như vậy, vẫn luôn dìu dắt nhau. Và cũng hy vọng là sau chương trình này thì mẹ sẽ hiểu em hơn. Em sẽ không có quá bận rộn đâu ha mẹ ha. Để sau này mẹ có đi làm mai, dạm hỏi gì ở đâu đó thì mẹ cứ mạnh dạn khoe con mình là biết sắp xếp công việc, biết dành thời gian cho gia đình và cả người yêu nữa, để đừng lỡ bị loại như hôm nay mẹ ha. Dạ. Dạ không sao. Cho em ôm em cái được không ạ? Tại vì đã lâu em chưa gặp mẹ em sau 4 tháng dịch ạ. Ồ thôi nè. Dễ thương quá. Tại vì biết mẹ biết sao không? Những người làm con á thường không bao giờ muốn chia sẻ những điều buồn hay là những gì bận rộn hay là bệnh tình cho cha mẹ mình đâu. Chỉ luôn luôn nói con khỏe lắm, con đang bình thường, con sống ổn lắm, con làm ăn kiếm tiền ngon lành lắm. Nhưng mà sau đó sẽ luôn ẩn chứa là những nỗi khó khăn và vất vả khi mà bươn chải ngoài đời. Cho nên rất mong là mẹ và em sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng nhau và tiếp tục thương mẹ như vậy ha. Mẹ tiếp tục thương con như vậy để cuộc sống gia đình chúng ta sắp tới thoải mái hơn và hạnh phúc hơn nha. Dạ một tràng vỗ tay gửi lời chào đến hai mẹ con. Cảm ơn đã đến với chương trình. Dạ cảm ơn em nhiều, cảm ơn mẹ.
Thưa quý vị, từ 4 chàng trai thì bây giờ rất tiếc một gia đình đã phải dừng cuộc chơi. Chúng ta cùng với 3 gia đình còn lại đến với vòng 2 của chương trình mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, 3 chàng trai sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim cô gái. Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng rồi. Nhất. Thưa quý vị, với vòng 2 trái tim chân thành, lần lượt từng cậu con trai của các gia đình sẽ xuất hiện tại đây. Chúng ta thấy được diện mạo các bạn như thế nào, lời ăn tiếng nói ra sao. Và quan trọng là các bạn, mỗi chàng trai sẽ có 2 phút để nói những lời chân thành thuyết phục Vân Anh cùng với gia đình của Vân Anh. Để xem các bạn thể hiện như thế nào, ngay bây giờ mời Vân Anh xuống vị trí này. Không để chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng gặp gỡ ngay với cậu con trai của gia đình số 1. Xin mời! Giống mẹ quá nha. Nha. Rồi. Nào, thấy Vân Anh như thế nào? Xinh, rất xinh anh. Rất xinh. Tim có đập không cưng? Đập nhanh quá. Rất là rộn ràng luôn á. Dạ. Bây giờ tĩnh tâm lại, dùng 2 phút để chinh phục cô nàng này cho anh nha. Chiếm trọn trái tim cô nàng này cho anh. 2 phút dành cho đôi trẻ, bắt đầu. Chào em. Anh hôm nay rất vui khi được đến đây tham gia chương trình. Và đặc biệt là gặp em và cô, chú. Như lúc nãy mẹ cũng có nói rồi. Thì đặc thù tính chất công việc của anh đó thì nó thực sự là bận, cũng không có thời gian rảnh nhiều. Anh cũng không hứa, cũng không dám hứa gì nhiều. Nhưng anh sẽ cố gắng anh sắp xếp thời gian công việc để có nhiều thời gian hơn để dành cho em và gia đình. Chỉ cần em đồng ý và bên anh xin hứa sẽ để em không thể buồn vì anh vì bất cứ lý do gì cả. Tính chất công việc của em thì con gái thì tất nhiên là đi một mình thì nó hơi nguy hiểm xíu. Nhưng là anh muốn em dẫn anh để có thể cùng nhau chia sẻ những cái vui buồn cho cuộc sống, để anh có thể thay em một phần nào đó gánh vác những công việc cho cuộc sống. Dạ, con xin phép cô chú, nếu được, cô chú có thể cho con tìm hiểu em và có thể là đi xa hơn trong cái mối quan hệ này. Con hứa, xin hứa với cô chú rằng là con sẽ cố gắng chăm sóc em đây thật là tốt và không để cho hai gia đình phải phiền lòng về tụi con bất cứ về một lý do gì cả. Thưa quý vị, không cần đến 2 phút nhưng mà có lẽ đã đầy đủ ý nghĩa cả gửi cho Vân Anh cũng như gửi cho gia đình của Vân Anh. Cho thấy là chàng trai này có sự chuẩn bị khá tốt và khá là chân thành, nói những lời cần nói. Bây giờ mẹ gia đình số 1 cũng sẽ có 1 phút để góp thêm những lời chân thành thuyết phục gia đình nhà gái giữ con trai của mình lại trong vòng sau. 1 phút dành cho mẹ, bắt đầu. Chào gia đình nhà gái. Mẹ nói với lại con dâu như vậy là coi như là con trai mẹ nấu ăn rất là ngon. Nấu ăn coi như là gọi là như là số 1 rồi, cho mẹ mới là quản lý được nhà hàng. Nếu con muốn làm con dâu của mẹ và có những món ăn ngon khi mà sau giờ làm việc về thì hãy tế con trai của mẹ làm. Còn đối với bên thông gia đó thì mình coi như là con trai của mình đó là về tình cảm, về hiếu thảo thì rất là toàn vẹn rồi, mà là nấu ăn ngon số 1. Dạ, tràng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn em rất là nhiều và chúc mừng mẹ và em đã tận dụng thời gian khá là tốt để nói những gì muốn nói. Và chúc cho em sẽ may mắn có mặt ở vòng trong nha. Cảm ơn em. Thưa quý vị, đó là cậu con trai cưng của gia đình số 1. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với cậu con trai nhà số 2. Xin mời.
Rồi. Ủa bé đẹp nha. Được. Trông có vẻ ổn đấy. 2 phút dành cho hai em. Bắt đầu. Chào em. Dạ. Thì nói chung là thì mẹ anh cũng cho em biết một cái sơ yếu lý lịch của anh rồi. Dạ. Nhưng mà anh chỉ chốt lại thôi là anh là một mẫu người gia đình. Dạ. Nếu như mà em cần một tổ ấm gia đình hạnh phúc thì hãy chọn anh. Và anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Em có muốn làm con dâu của mẹ anh không? Em cũng thích bác. Nhưng mà mình để một chút nữa nha. Ok. À, con xin chào cô chú. Xin chào chị của bạn nữ. Thì con sẽ không hứa trước được điều gì. Nhưng mà con sẽ làm hết khả năng của mình để xây dựng một mái ấm gia đình. Là con có tiếng. À, mong là gia đình mình sẽ cho con một cơ hội. Con xin hết. Anh chào em. Nhìn em hôm nay rất là đẹp. Điều mà anh nói tới là... Thưa quý vị, có những mẫu đàn ông rất kiệm lời, nhưng người ta sẽ làm nhiều hơn. Cho anh một cơ hội. Không cần tới 2 phút, bạn chỉ cần nói trọng tâm vấn đề. Đó có thể coi là một chiến thuật chứ nhỉ. Đúng không? Để xem ngay bây giờ, 1 phút còn lại thì mẹ của chàng trai nhà số 2 sẽ góp những lời nói chân thành và thuyết phục nhà gái như thế nào. Dạ, xin mời mẹ. Vâng, à, đó, à, anh chị và cháu có thấy con trai của cô rất là ok không nè? Nói chung, với tính cách và tính tình của cháu rất là mạnh mẽ và biết yêu thương mọi người, nhất là phụ nữ. Còn về công việc cũng đã ổn định. Về gia đình thì gia đình cũng thuộc loại trung lưu. Gia đình cũng có những tài sản vững chắc. Nhà cô 2 căn nhà mặt tiền đường Phú Nhuận đó nha. Dạ, được đó. Nên là cuộc sống của con cô sau này nó sẽ không đến nỗi là vướng bận để phải lo cho gia đình cha mẹ, mà chỉ lo phục vụ cho vợ con thôi. Nên con hãy yên tâm và nên chọn con trai của cô. Dạ. Vừa kịp hết giờ thưa quý vị. Đó là cậu con trai của gia đình số 2. Chúc em may mắn có mặt ở vòng trong. Trao vỗ tay thật lớn. Chết rồi. Hai chàng trai đều kiệm lời như nhau, nhưng đều đánh trúng trọng tâm những gì mà cô gái này đang mong chờ, cũng như gia đình nhà gái quan tâm. Còn chàng trai nhà số 3 thì sao? Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với cậu con trai gia đình số 3. Làm gì thở như vậy? Hả? Dạ, hồi hộp hả? Dạ. Rồi anh. Đứng nhìn qua đây. Xin không? Bạn cao quá. Bạn cao quá hả? Người mẫu mà. Đấy. 2 phút dành cho hai em. Bắt đầu. Xin chào bạn. Hôm nay bạn mặc chiếc đầm rất là xinh. Đối với anh là anh thích một người con gái kiểu vừa truyền thống vừa hiện đại. Có thể biết nấu ăn, chơi thể thao, và đặc biệt là cùng anh đi xem bóng đá. Anh đá banh rất là giỏi và hát cũng rất hay. Công việc chính của anh là huấn luyện viên PT. Hiện tại anh đang theo học ngành sư phạm âm nhạc tại Nhập viện. Anh kiểu như anh vừa học vừa làm luôn. Kiểu như anh người sống tự lập, không nhờ đến gia đình nhiều. Anh cũng mấy thời gian này anh cũng chưa quen ai nhiều. Anh độc thân từ năm cấp 3 tới giờ. Kiểu như anh để xây dựng tương lai tốt hơn. Hôm nay gặp được em là cũng một niềm may mắn. Cho anh cơ hội. Nói gì với nhà gái? Thì thưa hai bác, hôm nay con gái hai bác rất là xinh. Có thể cho cháu cơ hội nhé. Dạ, cũng hứa là sẽ cam kết là chăm sóc em ấy chu đáo. Nếu mà em ấy thích tập luyện
body săn chắc thì con có thể đáp ứng được. Dạ. Hôm nay em trúng số hay sao mà gặp toàn anh chàng ít nói không à? Muốn body săn chắc thì có thể giúp được đúng không? Có dạ cùng đúng. Em tập không? Dạ có. Được ha. Sau này mình người mẫu mình cũng quan tâm đến vóc dáng lắm không cưng? Mình ăn uống mình luyện tập để mình giữ cái vóc dáng của mình. Có lý tưởng nha. Rất mong là mẹ nhà trai số 3 ngay bây giờ sẽ dùng 1 phút để thuyết phục một cách mạnh mẽ gia đình nhà gái để giữ con trai của mình lại. Dạ mời mẹ, 1 phút bắt đầu. Dạ xin chào Sông Gia. Con nhà mình á, thì rất là giỏi nấu ăn, mà nấu ăn rất là ngon. Rồi các cái thì con tiếp xúc rất là dễ. Ở ngoài đời á, đi đâu ai cũng thương con hết á. Vì tại vì con sống tình cảm lắm và với lại giúp đỡ mọi người nữa. Ngoài ra những công việc con làm á, con cũng có về nhà và chăm sóc gia đình, cũng phụ mẹ. Rồi những cái thời gian rảnh thì con tập thể dục gym hoặc là chơi bóng đá. Cho nên cô thấy Vân Anh với lại Tuấn Anh là hai tên rất là đẹp luôn. Cô cũng mong hai con được song hỷ ha. Và xin Hasuya nếu mà được thì cho hai cháu được tìm hiểu với nhau. Tôi cũng mong là sớm được gả con trai. Gả con trai. Thường người ta nghe là gả con gái không à. Còn mẹ là mẹ gả con trai luôn hả mẹ? Chơi luôn. Đó cho thấy quyết tâm của nhà trai là như thế nào. Mà hồi nãy anh nghe nói là em học âm nhạc đúng không? Dạ. Nghe mới khoe hồi nãy là hát hay nữa đúng không? Rồi hát một câu tặng Vân Anh liền đi, lấy cảm tình liền. Đó. Vô hát chay một câu tặng liền. Đến nơi phương trời xa ấy, nơi chỉ hai chúng ta, và nắm tay nhau cùng qua hết bao điều khó khăn. Và ngày xưa nếu không vì nhau, nguyện hy sinh bao nhiêu điều phía sau. Và nếu yêu xa không chấp nhận bỏ đi hết, sẽ không về với nhau. Được ha. Cảm ơn rất là nhiều. Và hy vọng với giọng hát như thế này sẽ làm cho Vân Anh siêu lòng. Em có thích nghe nhạc không? Em có. Em có đúng không? Dạ. Giọng này được không? Dạ được anh. Nếu mà cưới về là mỗi tối hát cho em ngủ. Dạ. Thưa quý vị, đây là cậu con trai gia đình số 3. Bây giờ mời em vào trong để chờ kết quả nha. Ba cậu con trai của ba gia đình đã lần lượt ra đây để chúng ta thấy được diện mạo ăn nói như thế nào và đặc biệt là gửi gắm những điều gì cho nhà gái. Bây giờ là lúc nhà gái phải cân nhắc thật kỹ để tiếp tục đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với một cậu con trai của gia đình để xem lựa chọn như thế nào. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Hãy cùng hồi hộp chờ đợi xem quyết định của nhà gái là như thế nào. Mời ba, giống như thao tác tại vòng 1, hãy cho chương trình được biết ba dừng cuộc chơi với gia đình số mấy. Xin mời. Quyết định dừng cuộc chơi đối với gia đình số... một. Dạ. Lý do vì sao ạ? Cái đối với cái thằng ngoại hình gái này kia nó cũng chưa đâu ấy cân xứng cái này thôi, chứ cùng thật sự là cũng không có gì. Thực sự là còn ở 4 mà là 1 còn 3 thì ai tôi cũng muốn hết. Nếu tôi có 3 đứa gái tôi gả hết luôn. 3 đứa gái gả hết luôn. Rất tiếc và rõ ràng để cho chúng ta thấy được là nhà gái cân nhắc như thế nào, không muốn dừng cuộc chơi với gia đình nhà trai nào hết, nhưng buộc phải dừng cuộc chơi thì đã lựa chọn gia đình số 1. Gia đình số 1 nghĩ sao về quyết định của nhà gái? Thật ra thì nói với lại bên Thông Gia đó thì mình cũng rất là thấy buồn một xíu. Nhưng mà phải sự mà lựa chọn thì bây giờ, hiện tại bây giờ có một đứa con gái à, mà bên đây tới 3 chàng trai lận, thì bắt buộc là Thông Gia cũng phải là chọn chỉ có 1 thôi. Là đây là cũng rất là
thôi kệ. À, duyên á, các con tới đâu thì mình chiều, mình tùy theo tùy duyên thôi. À, thì anh cũng không có gì mà gọi là buồn hết. À, dạ. Cũng như là cũng như cảm ơn bên gia đình nhà gái rất là nhiều, hôm nay đến đây là cũng là vui rồi. Dạ. Dạ. Rất tiếc. Vậy thì ngay bây giờ mời cậu con trai gia đình số 1 và mẹ của mình cùng trở lại sân khấu, xin mời. Anh Hiếu tiếc quá phải gặp em ngay tại vị trí này của vòng này. Nhà gái rất là cân nhắc và đưa ra lựa chọn loại em cũng là rà dữ lắm, giống như rà đài vậy đó. Rà qua rà lại, rà qua rà lại rồi chọn thôi, chứ cũng không có lý do gì cụ thể, tại vì thật khó để cho nhà gái đưa ra lựa chọn cụ thể. Nhưng mà cho anh hỏi em nè. Dạ. Nếu là em thì em nghĩ rằng em có xứng đáng hơn hai chàng trai còn lại không? Em nghĩ là em xứng đáng hơn. Ở điểm nào? Em chân thành. Em chân thành hơn. Còn gì nữa không? Những cái khuyết điểm của em thì không phải là do em muốn, mà là do cuộc sống nó tạo ra cho mình. Nhưng mà mình có thể khắc phục được. Chắc là thôi, đôi khi là cái duyên chưa đủ thôi, không có gì hết. Chúc em và mẹ sẽ có nhiều sức khỏe, công việc làm ăn kinh doanh nhà hàng của mình vẫn tốt, và đặc biệt là sẽ sớm có một cô con dâu phù hợp với mình. Không sao đâu, đẹp trai sáng láng như vậy là chắc là bên ngoài kia nhiều người dòm ngó lắm ha. Dạ, chúc mẹ và em nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin chào, cảm ơn đã đến với chương trình. Thưa quý vị, từ 4 gia đình thêm một chàng trai nữa đã rời khỏi chương trình và chúng ta chỉ còn có 2 gia đình, đồng nghĩa với việc hai chàng trai sẽ cùng nhau đến với vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình Thông Gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất để gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình cô gái sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình nhà trai nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, cô gái của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Thưa quý vị, tại vòng 3 thông gia song đấu này, lần lượt từng gia đình nhà trai đã mang đến đây một món báu vật để chinh phục gia đình nhà gái bằng thông điệp ẩn ý chứa trong đó. Để xem ngày hôm nay, từng món báu vật là gì và họ gửi gắm thông điệp gì cho nhà gái. Xin mời các gia đình chúng ta vào vị trí cho phần trình báu vật. Xin mời. Thưa quý vị, các gia đình đã vào vị trí. Ngay bây giờ cùng xem món báu vật gia đình số 2 mang đến là gì. Xin mời. Dạ, hồi nãy đi lướt ngang ba nhà gái nhìn rất kỹ phải không ba? Theo ba đoán đây là gì ạ? Thách đố ba luôn á. Đố ba đoán được. Chưa đoán được. Chưa đoán được, mẹ đoán được không? Trang sức không? Hộp trang sức. Đúng không mẹ? Đúng à, tại vì cái hộp này nhìn vô là biết cái hộp liền. Còn chị họ? Dạ em nghĩ đó là món quà. Ừ, chị nghĩ về dấu luôn, thiệt luôn. Không sao, tại chương trình thông gia song đấu có hai hội đồng thẩm định xuất sắc, đoán bách phát bách trúng, lâu lâu trật thôi. Ngay bây giờ, mời bên cánh phải. Biết chưa, biết chưa, biết chưa? Dạ, 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 tin ta, tin nha, anh tin tưởng nha, anh tin tưởng nha. Rồi, bên cánh trái. Đó, biết chưa, biết chưa, biết chưa, biết chưa? Hả? Biết chưa, biết chưa? Chưa biết luôn. Rồi đón đại chứ nó biết gì đây. Rồi, trở lại đây. Vân Anh, bây giờ em sẽ khám phá và mô tả cho mọi người biết xem em khám phá được cái gì. Nhớ nha, hình thù nè, cứng, mềm, mỏng, dày hay sao ha, hình khối, hình hộp hay là cái hộp hay là rỗng. Rồi, mời em. Đây, đây, ở đây, mình ở ngoài. Dạ. Sao?
Em R thấy cái gì? Giống một chiếc đồng hồ. Dựa vào đâu em nói rằng đó là một chiếc đồng hồ? Có thể là cái đầu gấu làm sao em? Cái lỗ tai, cái chú có thể là hai cái lỗ tai làm sao? Đúng không? Em chốt lại, em chọn là gì? Đồng hồ báo thức. Dạ, rồi. Hội đồng thẩm định chốt là gì? 1, 2, 3. Cái ly. Bên đây, 1, 2, 3. Nghĩa là mình có sự trùng khớp ý kiến với nữ chính. Dạ. Thưa quý vị, để xem đây là món báu vật, một cái ly hay là đồng hồ báo thức. Chúng ta cùng xem nhé. Báu vật, nhà trai số 2 là... Cảm ơn em. Xin được chúc mừng hội đồng thẩm định bên phải trật lắc. Và chúc mừng em đã đoán đúng một chiếc đồng hồ báo thức rất là dễ thương ha. Hiếu sẽ gửi món báu vật này lại cho gia đình nhà trai để trình với nhà gái. Dạ, xin mời ạ. Mình cùng trình với nhà gái. Dạ. Vâng anh là Lem ơi. Đúng 12 giờ rồi em. Happy New Year, Happy New Year. Ủa cưng, tới khúc vui chưa? Vui rồi anh. Ủa vậy hả, tới khúc vui rồi hả? À vui quá. Cảm ơn mọi người, cảm ơn, cảm ơn. Dạ mời mẹ. Dạ, chiếc đồng hồ này sẽ báo thức vào lúc 12 giờ. Và 12 giờ, sau 12 giờ, một cô gái xinh đẹp, một công chúa loại Lem sẽ trở thành gốc đúng của mình, là một người giúp việc thôi. Và con trai của tôi sẽ dùng cái chiếc đồng hồ này và sẽ giữ vững số 12, không cho qua quá 12, để cô dâu của tôi là công chúa Lọ Lem sẽ luôn luôn là công chúa Lọ Lem. Dạ. Đó là thông điệp mình muốn gửi gắm phải không ạ? Dạ. Nếu chúng ta vẫn còn nhớ chuyện xưa có kể, nàng công chúa Lọ Lem sau 12 giờ khi tiếng chuông đồng hồ báo thức thì chiếc xe kiệu bằng bí ngô hay là những người hầu và tất cả những quần áo lụa là sẽ trở về trạng thái bình thường, và cô ấy từ một nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy trở thành một cô gái rất tầm thường và không còn gây ấn tượng trong mắt bất kỳ ai nữa cả. Nhưng với nhà trai, lúc này đã mang một chiếc đồng hồ báo thức chỉ đúng ngay 12 giờ và kim dây không nhúc nhích để giữ mãi khoảnh khắc là nàng công chúa. Nếu như em về với nhà này, gia đình nhà trai muốn gửi gắm em sẽ luôn luôn là cô công chúa trong gia đình. Một thông điệp rất là ý nghĩa. Và để được là nàng công chúa giống như chiếc đầm em đang mặc, chắc chắn phải là một sự nỗ lực rất lớn từ chàng trai này và gia đình của chàng trai, như là một lời cam kết để gửi đến cho gia đình nhà gái. Ngay bây giờ, để xem món báu vật mà gia đình nhà trai số 3 mang đến là gì. Xin mời! Dạ, mình thấy hình thù này mình có đoán được gì không ạ? Mẹ, hình này quen không mẹ? Dạ, thì đó sẽ là gì ạ? Một món quà. Dạ, dạ, con chị họ. Ồ, cũng có thể ha. Mời Vân Anh khám phá và đoán xem. Phải là cái hộp không? Là một cái hộp hình trái tim. Ở bên trong có gì mình chưa biết. Dạ. Em đoán thử nếu là cái hộp hình trái tim thường đựng cái gì trong đó. Em nghĩ chắc sẽ có những cái tình cảm nhiều trong đó. Tình cảm nhiều trong đó. Thường thì anh nhớ rằng là mỗi dịp Valentine thì anh hay tặng người yêu của anh hộp sô-cô-la. Dạ. Bằng hình trái tim. Cũng có thể tặng những món quà để trong hộp hình trái tim này. Dạ. Uh-huh. Rồi, mời hội đồng thẩm định bên phải.
Dạ rồi, bên cánh trái. Mạnh dạn lên nào. Thưa quý vị, với màn so tài lần hai này, liệu rằng hội đồng thẩm định bên trái có tiếp tục chiến thắng hay không? Chúng ta hỏi bên trái trước, mình chốt là gì? 1, 2, 3. Quả tạ trái tim. Quả tạ trái tim, cái này hình như chưa thấy bao giờ á. Còn bên cánh phải đó là 2, 3. Sô-cô-la. Ờ dạ, sô-cô-la. Để xem đây là món báu vật gì. Ba. Trái tim. Có một trái tim. Và bên trong là gì? Mời em mở ra và lấy món vật ở bên trong ra. Một cái kính chiếu hậu. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ hồi nãy ai đón quả tạ trái tim ạ? Mang nhục chưa? Ai đón sô-cô-la ạ? Chất quốc luôn. Dạ, gửi lại cho anh. Đây là một cái kính chiếu hậu. Dạ. Đúng không? Một kính chiếu hậu. Chứ không phải kính chiếu yêu nha. Sẽ gửi món báu vật này lại cho nhà trai. Dạ. Dạ, gửi lại cho mẹ và em. Rồi. Mình muốn gửi gắm thông điệp gì cho nhà gái với kính chiếu hậu này và thời gian dành cho mẹ bắt đầu, xin mời. À, đây là cái gương chiếu xe, đi xe an toàn, độ an toàn và cái độ nhiều khi con đi á, để con nhìn vào, con chở Vân Anh phía sau á, có thể nó đều chiếu sáng á, như là cái tình yêu của hai đứa nó gửi gắm vào trong đây. Dạ. Yeah. Thật ra chắc là mẹ hồi hộp, theo Hiếu nghĩ thì đây là một thông điệp hàm chứa rất là đơn giản thôi. Thường trong gia đình á, chàng trai và cô gái với cuộc sống xã hội chúng ta quá là quen thuộc từ trước đến nay, thì người phụ nữ luôn ở phía sau người đàn ông. Người ta nói là sau lưng người đàn ông thành công thường là bóng dáng của một người phụ nữ. Gia đình nhà trai lựa chọn chiếc gương chiếu hậu để cho thấy rằng là dù người đàn ông thành công đến mức nào đi chăng nữa, thì nơi mà anh ấy quan tâm và hướng về vẫn là phía sau của mình. Luôn nhìn lại phía sau để trân trọng những gì mình đang, đã, có. Là một thông điệp ý nghĩa đấy chứ ạ. À? Phải không ạ? À? Thưa quý vị, đây chính là món báu vật của hai gia đình nhà trai. Bây giờ mới là lúc hồi hộp. Anh Hiếu tin rằng là hai bạn đều bị thuyết phục bởi nhan sắc và tài năng của Vân Anh. Và cả cảm mến với nhà gái rất là dễ thương và hiền hòa. Vậy thì ngay bây giờ, hai gia đình nhà trai sẽ cùng nhau làm một việc, đó chính là đưa ra những quan điểm để thuyết phục gia đình nhà gái vì sao nên lựa chọn mình mà không lựa chọn gia đình còn lại để kết tình thông gia. Thời gian dành cho hai gia đình bắt đầu. Theo như tôi nhận xét, đàn trai kế bên tôi có những cái khuyết điểm hơn con tôi nhiều, nhưng con tôi về ngành bất động sản thì cái sự phát triển về căn bản về cuộc sống nó rất là có một cái sự hiệu quả rất cao. Bên đàn trai kế bên này thì nói về con trai thì tôi thấy có vẻ cũng yếu hơn con của tôi đó nha. Con tôi nè đẹp trai và công việc thì ổn định. Là một cái ngành nghề hot nhất trong cái thời đại hôm nay. Xin lỗi chị nha, trai chị thì được cái bạn cao ráo to nhưng mà thấy vậy chứ trông yếu lắm. Trời, con tôi nhà nhỏ nhắn mà tập gym mà sức khỏe lúc nào cũng có trong người hết. Thậm chí hả, bế được vợ nó luôn đó. Rồi công việc nó cũng ổn định mà nó đẹp trai nữa, nhỏ nhắn nhưng mà khỏe hơn đó. Thường thường mấy người to con yếu lắm. Con trai của mình á, nó không phải gọi là yếu đâu nha. Nhìn nó coi,
mạnh lắm, men lắm. Nữa là sinh con, có con bé Vân Anh mà về là mà tụi con có hạnh phúc là lấy nhau á, là sanh con là rồi hết sảy tuyệt vời, người mẫu luôn đó. Dáng cũng hai đứa là hứng lo đều lớn mà tương đồng nhau nữa. Mẹ thấy cũng là tuyệt vời đó. Nói chung bây giờ con gái khi chọn một tấm chồng phải chọn một tấm chồng mạnh mẽ, đồng thời có một tương lai vững chắc, và gia đình cũng phải có một cái gọi là cuộc sống ổn định, và có một cái gọi là tài chánh cũng không thua ai. Ở đây tài chánh ai cũng là có công việc ổn định hết chị. Nhưng mà tài chánh con nó đã tự lập từ nhỏ rồi, cho nên cái này nó vững vàng hơn. Nếu mà không có thì mẹ cũng hỗ trợ cho con. Cái điều đó con cũng không có sợ nữa Vân Anh. Đó, là con tin chắc luôn đó. Về mẹ là con không có sợ gì hết á. Có bờ vai đây là con yên tâm. Nói chung Vân Anh nè, hãy chọn con trai của mẹ. Tại vì con trai của mẹ là một... sẽ sau này sẽ sở hữu những tài sản của bác là thuộc dạng như mấy nhà mặt tiền của quận Phú Nhuận đó nha. Chị ơi, nhưng mà cái đó của mẹ làm ra chứ đâu phải bên đây tự của tôi là tự làm ra. Đúng. Thì ra sau này thì tôi biết cái bất động sản á, nó thất thường lắm. Nhiều khi ngày chủ nhật thứ bảy á, phải dành cho gia đình nữa. Còn đang đây á, thì con trai mình nó rất là ưu tiên về gia đình. Thứ bảy với chủ nhật là dành thời gian cho gia đình. Thường thường ở nhà là lúc nào cũng vậy hết á, dù có bận rộn cái nào cũng phải dành ưu tiên cho gia đình trước. Vâng anh, hãy suy nghĩ kỹ và phân xét kỹ, lựa chọn kỹ. Thì con cứ suy nghĩ đi. Con trai của cô thì con cô là thấy người mẫu ha, bên là TT á, là đều ngang nhau, rất là gọi chung chung là số 1. Nên là con hãy sáng suốt và lựa chọn một cái sự vững chắc cho mình và cho các con của mình sau này. Dạ. Vừa rồi là hai người mẹ đã dành hết tâm sức của mình để có thể ra sức thuyết phục gia đình nhà gái. Bây giờ hai chàng trai, hai bạn thấy rằng đối thủ của mình có những điểm yếu nào chúng ta cần cảnh báo với nhà gái? Ngay bây giờ hai chàng trai nhập cuộc, xin mời. Thì đầu tiên mà để nói thì em xin nói lại lời của gia đình bên kia là thời gian em đi bỏ nhiều nhậu nhẹt này nọ, không có dành cho gia đình là không đúng. Tại vì em là một người mẫu gia đình. Thật ra ví dụ em làm xong về, em sẽ điều đầu tiên em sẽ về tới nhà. Rồi sau đó như thế nào rồi không biết. Cứ về nhà đầu tiên đã rồi mọi việc xong xuôi hết rồi có thể là tiếp theo. Còn như bên này cô có nói là thứ bảy chủ nhật là dành thời gian cho gia đình, nhưng chưa chắc. Con trai bên kia thấy sao? Như là cô không được mạnh mẽ như cô nói, đó là cô nói hoàn toàn sai. Tại là công việc của cô là bình thường là tiếp xúc với việc nặng nhiều hơn, cũng như là tập thể dục, tập tạ này nọ, rèn luyện sức khỏe. Dạ vâng, cái đó là cũng hơn. Cái này về vấn đề sức khỏe thì mình có thể tập luyện sau này được mà. Ví dụ như mình sẽ tập thể dục buổi chiều rồi mình sẽ đi đá bóng, các thứ sức khỏe mình rèn luyện được. Không đâu riêng phải là gym. Khi mà bạn tập gym á là bạn phải có ý chí. Thì đúng như vậy. Bạn phải có ý chí là bạn mới tập gym được. Có nhiều người họ có ý chí, họ tập một ngày xong họ nghỉ luôn. Đó. Mình nên suy nghĩ cân nhắc kỹ. Rồi, bây giờ mỗi chàng trai sẽ nói với nhà gái một câu quyết định mang tính chất quyết định để chúng ta đến với phần kết quả cuối cùng. Xin anh chị ở đây thì xem xét kỹ bên nào thì phù hợp với con mình á, thì mình gửi gắm, để tại vì đâu phải một lông một chiều đâu, còn suốt cả cuộc đời nữa, cho nên mình suy nghĩ cho chín chắn để mình cho con gái mình có được hạnh phúc trọn vẹn hơn vậy thôi. Dạ. Còn bên đây ạ. Nói chung mình có con gái thì cái sự lựa chọn tấm chồng cho con cũng rất là quan trọng. Và trước hết mình sẽ nhìn phía con trai đó có tấm lòng yêu thương con mình hay không, có biết tôn trọng cái người phụ nữ như thế nào hay không, và tính cách công việc và những cái sự nghiệp sắp tới có ổn định và vững vàng hay không. Đó là điều gia đình cần phải quan tâm và để ý. Thì mình thấy
con mình nó có những ưu điểm mà mình thấy cũng không chê vào đâu được, thì mong anh chị bên thông gia hãy chú ý và chấm cho con mình. Thưa quý vị, đó là quan điểm của hai bên gia đình. Và bây giờ thời khắc hồi hộp đã đến, chúng ta cùng xem gia đình nhà gái sẽ cân nhắc như thế nào. Mời hai chàng trai vào trong để chúng ta đến với kết quả của cuộc hẹn hò hôm nay. Xin mời. Để xem nhà gái sẽ cân nhắc ra sao. Thời gian hội ý cuối cùng trong chương trình dành cho nhà gái bắt đầu. Xin mời. Thưa quý vị, thời gian hội ý cuối cùng đã hết. Cái tiếng nhạc nó làm tôi hồi hộp vô cùng. Ngay bây giờ, để xem lựa chọn của gia đình. Chọn chàng trai số 2 hay là số 3 để cho phép kết đôi với con gái nhà mình. Mời ba đưa ra quyết định. Tôi xin chọn gia đình số 2. Dạ, tại sao lựa chọn gia đình số 2 ạ? Thì theo mà mình, vợ chồng tôi với chị họ khi bàn thống nhất là có nghĩa gia đình số 2 á, em nó cũng tuổi tác nó cũng lớn, nó chững chạc, nó cái tính đó nó cũng gần gần như tính ba của nó. Nó cũng trầm, nó không ấy, để nó trầm mà đấy, để thành thử từ chỗ đó cảm nhận có cái tình ấn tượng hơn theo bản thân. Đó là quyết định của nhà gái, thưa quý vị. Rất tiếc. Và mẹ nhà số 3 nghĩ sao về quyết định của nhà gái ạ? Mẹ nghĩ sao ạ? Cô ơi, cô đừng buồn nha. Rất là tiếc cho cô. Mình cũng cảm thấy buồn thôi. Nhưng mà không sao đâu con. Sẽ có những dịp khác. Cô cũng mong con được có hạnh phúc. Và thưa quý vị, như vậy rất tiếc gia đình nhà gái đã lựa chọn cậu con trai gia đình số 2 và dừng cuộc chơi với cậu con trai gia đình số 3. Dạ, tiếc quá gia đình nhà gái đã chọn gia đình số 2, không có chọn mình. Chỉ đơn giản là thật sự anh vẫn thấy sự cân nhắc từ phía gia đình nhà gái lựa chọn hai chàng trai. Bên nào cũng 8 lạng người nửa cân, chứ không bên nào hoàn toàn vượt trội cả. Em nghĩ thế nào về quyết định của nhà gái? Vâng anh, em nghĩ anh thế nào? Thật sự thì em cũng có một chút tình cảm với anh. Nhưng mà dưới quyết định nhà em thì chọn người thứ hai. Ba mẹ với chị có thể nào chọn là người thứ ba được không? Con hơi tiếc một chút. Nghĩa là em trái quan điểm với gia đình của mình à? Dạ. Bình tĩnh nè, theo anh thấy thì hai chàng trai này, chàng trai nào cũng có những ưu điểm phù hợp với mình hết. Dạ. Ba nhà gái nghĩ sao? Thì con ơi, bởi vì người lớn đã nói thì không thể ngắt lời. Ba đã quyết định thì ba quyết định thì con phải làm theo lời ba, và ba xin lỗi con. Rất tiếc đó vẫn là quyết định của nhà trai. Đến giờ phút này thì quyền lực từ người thân vẫn là quyền lực được ưu tiên lên hàng đầu. Cho nên rất tiếc phải chào tạm biệt em và mẹ ở đây. Chỉ mong em và mẹ sẽ có nhiều may mắn trong thời gian sắp tới, thật là hạnh phúc. Và với vóc dáng này thì đừng có lo. Anh cũng biết là em sẽ tiếc lắm vì để vụt mất một cô gái như Vân Anh. Nha, chúc gia đình mình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Dạ. Dạ, xin chào tạm biệt gia đình của mình ạ. Thưa quý vị, tôi có một dự cảm hoàn toàn không tốt với cái kết của ngày hôm nay. Liệu rằng khi Vân Anh lên tiếng như vậy với gia đình của mình, chỉ mong muốn giữ lại chàng trai số 3, thì cái kết ngày hôm nay có như chúng ta đang nghĩ hay không? Mẹ ơi, con hồi hộp cho con trai mẹ quá. Mời chàng trai gia đình số 2 trở lại sân khấu, xin mời. B
Bên trong em nghe hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em đặt cược bao nhiêu phần trăm vào sự lựa chọn của Vân Anh dành cho mình? Thật ra thì em cũng... em nghĩ là chắc tầm 50-50. 50-50 hả? Mặc dù là cô ấy đã ra sức can ngăn gia đình của mình, loại chàng trai số 3, nhưng mà em vẫn đặt 50%. Thưa gia đình nhà gái, đây là thời khắc quyết định. Trước thời khắc quyết định, không biết là ba của nhà gái muốn nói gì với con gái của mình. Để con gái của mình có thể thấu hiểu nỗi lòng của người ba, người mẹ mong muốn đến đây tìm kiếm hạnh phúc và tình yêu cho em hay không, trước khi em đưa ra quyết định, mời gia đình nhà gái từng thành viên một muốn nói điều gì với em ạ. Vân Anh ơi, thật ra là bây giờ ba nói con vậy thì trong quá trình đã đưa ra và cái lời mà quyết định của cha mẹ và chị của con, thì quyết định cuối cùng, quyết định gia đình số 2, quyết định cuối cùng thì con phải có sự suy nghĩ, đừng phụ lòng cha mẹ nha con. Ôi, chị thấy rằng là bạn trai cũng rất là có chí khí nè, có công việc làm ổn định, và bạn ấy cũng ít nói, nhưng mà đàn ông ít nói thì có thể là người ta ấm ở bên trong, nên là em có thể là từ từ em tìm hiểu dần, biết đâu đến lúc tìm hiểu thì em sẽ cảm giác được là mình sẽ có tình cảm với người này, gần gần sẽ đến được gần nhau hơn. Em suy nghĩ sáng suốt nha. Đã. Mời mẹ có gì muốn nói với con gái của mình trước khi đưa ra quyết định không ạ? Theo như mẹ thấy, quan niệm của mẹ là ít nói, thường thường người ta ít nói nhưng mà ta sẽ làm nhiều. Giống như bố con đây. Giống như bố con đây. Thưa quý vị, liệu rằng ở ngay phút dừng cuộc chơi với chàng trai gia đình số 3 đã khiến Vân Anh phản đối gia đình của mình, cho rằng bạn ấy có cảm tình, thì sau khi gia đình nhà gái ra sức thuyết phục và đưa ra những lời góp ý bằng những nhìn nhận xác đáng, quan trọng là cái câu đàn ông ít nói sẽ làm nhiều giống như ba của con đây, sẽ dẫn đến quyết định lựa chọn như thế nào đối với Vân Anh. Ngay bây giờ, sau tiếng đếm 1, 2, 3, nếu như Vân Anh vẫn giữ quan điểm của mình, không thay đổi quan điểm, bạn có quyền ngồi tại chỗ, màn tác hợp ngày hôm nay không thành công. Còn nếu như bạn có suy nghĩ khác, và đâu đó cũng có cảm mến chàng trai này về nền tảng gia đình, về công việc, về sự tôn trọng phụ nữ, thì bạn hãy rời khỏi chiếc ghế đó, bước lên đây, nắm tay chàng trai này, để màn tác hợp ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Rất hồi hộp. Bây giờ thì em có tăng lên bao nhiêu phần trăm về tỷ lệ mình thành công không? Hay là giảm? Thì theo như tình hình hiện tại thì em thấy giảm. Giảm còn bao nhiêu phần trăm? Tầm này chắc xuống còn 30 anh. Còn 30? Trời ơi! Hồi nãy hy vọng thành công tới 50 mà giờ giảm còn có 30 thôi ạ. Nhìn mặt Vân Anh đằng đằng sát khí, anh cũng sợ quá. Để xem quyết định của Vân Anh là như thế nào, cùng đếm nha. 1, 2, 3. Nắm tay nào. Ủa? Là sao ta? Ủa là sao ta? Ủa, hồi nãy tôi nhớ là hình như là có ai đó, hình như là nói là có cảm xúc với con trai của gia đình số 3 mà ta. Mọi người đang rất chờ đợi lý do từ em. Thực sự thì bốn anh nào cũng có những cái ưu điểm riêng. Loại từng người đi thì em cũng thấy rất là buồn cho những người đó. Nhưng mà ba mẹ em, chị em là những người trải đời trước em, thì em xin tôn trọng quyết định của nhà em. Nhưng mà hỏi thật nè, nếu mà em nói em tôn trọng quyết định của nhà em không á, thì sẽ làm tổn thương chàng trai này đó. Anh hỏi thật, em có một xíu gì đó gọi là cảm mến hay là một xíu gì đó rung động với chàng trai này không? Dạ, có. Tại vì anh chưa kịp nói luôn. Tại vì anh thấy là chàng trai này và chàng trai số 3, hai bạn có nhiều điểm tương đồng với nhau. Dạ, lắm. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ, có đúng rất rồi. Là nhiều điểm tương đồng với nhau, cả về gia đình rồi cả về từng lời ăn tiếng nói, chỉ khác nhau một chút xíu về công việc, dạ. Khác nhau một chút xíu về tính cách thôi. Khá là mạo hiểm. Em muốn nói gì với chàng trai này? Người ta nãy giờ tổn thương từ 50 tuột xuống còn 30 thôi. Em cũng không biết nói gì nhiều hơn, chỉ mong là anh hứa thì anh làm được thôi. Nãy hứa gì vậy?
Lúc nãy thì em có hứa sẽ cho Vân Anh một gia đình thật là hạnh phúc. Và em cũng có đặt một câu hỏi cho Vân Anh là em có đồng ý làm con dâu của mẹ anh không? Và Vân Anh đã đến đây và em thật sự là bất ngờ. Em có bị tổn thương không khi lúc nãy Vân Anh có thể hiện rằng là mình có cảm xúc với chàng trai nhà số 3? Thật ra thì em không tổn thương. Đôi khi mục đích của em tới này là để tìm một nửa còn lại. Nếu không có duyên thì chắc tại vì mình không may mắn thôi. Còn nếu mình được lựa chọn thì là do? Là do ý trời. Ý trời. Thưa quý vị, quan trọng ở chàng trai này nếu mà phải tìm ra điểm tốt đó chính là một siêu năng lực. Siêu năng lực làm ngưng động thời gian ở con số 12. Để cô gái bên cạnh anh ấy sẽ luôn luôn là một nàng công chúa xinh đẹp. Rất mong hai em sẽ có thời gian tìm hiểu và anh tin rằng những cảm xúc bộc phát từ nãy giờ có lẽ sẽ giúp cho Vân Anh trưởng thành hơn. Và hơn hết, anh tin Vân Anh là một cô nàng, đặc biệt là một cô con gái, nghe lời ba mẹ. Nhưng không vì nghe lời ba mẹ mà đánh đổi hạnh phúc của mình. Hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm kiếm sự rung cảm cùng nhau để có thể đi đến xa hơn. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Mời hai gia đình vào vị trí để gửi lời chào khán giả, xin mời. Những tưởng cái kết ngày hôm nay đã chắc là đâu đó sẽ đi về La Mã luôn rồi. Nhưng không ngờ, thưa quý vị, một cô nàng tự lập, đam mê, yêu nghề và đặc biệt có một gia đình hết sức thương yêu mình. Bạn ấy đã quay xe ở phút cuối để thử một lần cho mình cơ hội tìm hiểu chàng trai mà gia đình, quan trọng hơn hết là người mẹ của mình đã cho rằng rất là giống ba con. Hy vọng rằng sự lựa chọn này sẽ mang lại một kết quả thật hạnh phúc và xứng đáng trong tương lai. Chúc cho các gia đình chúng ta sẽ sớm trở thành thông gia với nền tảng gia đình thật là tốt. Và bên cạnh đó cũng chúc cho quý vị khán giả sẽ luôn luôn tìm thấy những khoảnh khắc tình yêu thật dễ thương tại chương trình Thông Gia Song Đấu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng của chúng tôi. Quý vị đừng quên đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ cùng với các gia đình, Phương Hiếu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.